Nay chúng ta sẽ làm quen với chương trình Illustrator. Đây là một cái chương trình làm việc trên nền tảng vector. Nó sẽ giúp cho chúng ta thiết kế tất cả những cái gì mà liên quan tới các cái sản phẩm trên nền vector, ví dụ như là thiết kế logo này, vẽ các hình minh họa này, rồi thì tạo ra các cái sản phẩm tương đối là phổ thông trong cuộc sống, ví dụ như là các visit, phong bì, giấy viết thư, poster, mẫu mã, hộp đựng sản phẩm, vân vân. Thì hầu như là người ta sẽ sử dụng cái chương trình này. Ở một góc khác thì cũng có thể là hỗ trợ cho những công việc, ví dụ như là thiết kế giao diện website hoặc là giao diện cho những cái chương trình mà chạy trên nền tảng di động. Đấy. Hoặc nó cũng có thể coi như là một cái chương trình để mà thực hiện những cái tác phẩm ở trên máy tính, mà chúng ta vẫn gọi là digital painting. Thay vì là vẽ bằng bút, bằng giấy, bằng màu thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nó ở trên máy tính. Thế thì mục tiêu chính, thực ra mục tiêu chính lớn nhất, cái gốc của nó thì vẫn là để thiết kế ra các sản phẩm in ấn. Thế thì hiện tại thì bây giờ chúng ta đang làm việc với phiên bản Illustrator CC, mà phiên bản này hiện tại đây là phiên bản mới nhất, là phiên bản 2017. Được rồi, thường thì sẽ phải lưu ở bản thấp hơn để đảm bảo cho nhiều người có thể mở được. Vâng. Thì là cái thêm muốn hỏi kỹ hơn, rõ hơn, tại vì từ trước đến nay thì mình va chạm thôi, còn đâu về cái khái niệm chính thức để hỏi thầy là thế những cái bản thấp hơn với cao hơn là những cái bản nào? Ví dụ CCCS, thầy có thể định nghĩa cho em cụ thể hơn không? Ở cái ví dụ là save file thì định dạng nào, và thì em muốn hỏi kỹ hơn thầy là cái định dạng của file thấp, file cao cụ thể. Thực ra thì CC thì nó cao hơn CS. CC bản sau thì tức là theo số, ví dụ như là CC 10, 2013, 2014, 2015, 2017 thì rõ ràng thằng nào số cao hơn thì có nghĩa là bản cao hơn. Thế còn tất cả các bản CC thì đều là cao hơn so với các bản CS. Chỉ có điều là thực ra ấy, thì đến độ khoảng 5-6 phiên bản gần đây thì nó sẽ không còn cái chuyện là không mở được. Đấy, hiện tại thì Illustrator nó đã có cái cải tiến, tức là để giải quyết cái vấn đề là trước đấy ấy, thì ví dụ như là bản làm ở bản 8 thì sẽ không thể mở ra được ở trên bản 7. Đấy, thế nhưng mà về sau này thì nó đã đưa ra được một cái cải tiến, tức là có thể mở ra được bất kể là bản sau hay bản trước. Tuy nhiên là nó có thể lỗi hoặc là nó không hiển thị được một phần nhỏ nào đấy. Còn trên tổng thể là nó vẫn ấy, trên tổng thể. Giống như kiểu lỗi link, ví dụ như là không kèm theo cái ảnh ở bên ngoài. Thực ra thì các bản sát nhau thì thường thường là ít bị tình trạng đấy. Đấy. Sát nhau thì thường ít bị tình trạng đấy, còn trước đấy là không mở ra được luôn. Em gặp ở cái lúc thì em chưa gặp, nhưng mà ít đi dài thì em lại hay bị vấp phải cái trường hợp như vậy. InDesign thì nó khó hơn, nó khó hơn so với Illustrator ở cái đoạn mở. Vâng. Tại vì thực ra thì một phần là nó thì InDesign nó cũng tương đối mới. Vâng. Nếu mà so sánh tuổi đời của nó so với lại bọn Illustrator hoặc là Photoshop, và nó là một cái định dạng cũng tương đối đặc biệt, tại vì nó bảo nó là bitmap cũng chả phải, bảo nó là vector cũng không phải nốt. Đấy, nó là một cái môi trường thôi, nó là một cái môi trường để cho các cái thứ kia nó làm việc ở trên đó. Thế thì về lưu ấy, thì có thể mình lưu ở góc độ là lưu chữ ở máy mình,
thì cứ lưu nguyên gốc thế là tốt nhất. Vâng. Thế còn khi nào mà mình xuất nó đi thì mình có thể là thứ nhất là thực hiện các cái lệnh đóng gói và gửi kèm vào đấy, thì mình lưu, mình gửi kèm những cái tài liệu dạng mà dùng chung. Vâng. Ví dụ như là bây giờ từ xưa ấy, thì nó có cái dạng IPS là cái dạng mà được người thiết kế in sử dụng để là trung truyền trong tất cả các cái chương trình mà thiết kế, thì cái dạng tài liệu đấy thì hầu như tất cả các cái chương trình làm việc 2D đều có thể mở được. Đấy, thế về sau này thì trong độ khoảng 5-6 năm gần đây thì rộ lên là cái PDF của Adobe thì cũng có thể thay thế được cho cái dạng IPS đó, là họ cũng có thể là thiết kế ở trên một chương trình bất kỳ nhưng mà sau đó thì xuất ra dạng PDF để mà chuyển, thì cũng có thể là sử dụng cái dạng PDF đó. Đấy, thế còn ở trong một cái thời gian gần đây nữa thì xuất hiện thêm một cái định dạng nữa, nó gọi là định dạng SVG. Thì cái định dạng này là cái định dạng thực ra thì nó làm để hỗ trợ cho nền tảng web. Đấy, thế nhưng mà nó cũng có thể là được sử dụng tương đối chung, tức là tất cả các cái chương trình đều có thể mở ra được. Thế nhưng mà nếu mà chuẩn hoặc an toàn thì mình cứ làm việc với lại hai cái định dạng mà nó cũng tương đối là quen thuộc, đấy là cái PDF hoặc là IPS. Thì hai cái đấy thì cứ yên tâm là xuất ra thì phiên bản nào cũng mở được, và mình làm ở trên Corel hay là mình làm trên Illustrator hay là mình làm trên Photoshop thì cứ định dạng đó thì có thể mở chéo với nhau cũng không có vấn đề gì. Bây giờ hiện tại thì chúng ta có lẽ tính của bọn em ngày nay là có password. Pass gõ đi, làm gì có admin hay là admin hay là student admin thì làm gì có. Chữ làm gì có đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với giao diện một chút đã. Thì giao diện của các cái chương trình Adobe thì trong các cái thời gian gần đây thì nó cũng có những cái thay đổi và cải tiến bổ sung liên tục. Ở trên màn hình thì các bạn đang nhìn là tôi đang sử dụng cái phiên bản mới nhất là phiên bản CC 2017. Cái của các bạn đang sử dụng thì có lẽ là đang ở phiên bản 2015. Tất nhiên nó sẽ khác nhau một xíu, không phải là quá lớn. Thì tổng quan thì phía trên này nó sẽ là cái thanh menu này, nơi mà chúng ta có thể gọi tất cả các cái lệnh sâu để mà làm việc ở trong Illustrator. Kế tiếp thì các bạn sẽ có một số các cái icon, đấy là cái đường dẫn để chúng ta có thể kết nối với lại một số các cái tiện ích khác cùng họ nhà Adobe. Ví dụ như là Bright là một cái chương trình để mà chúng ta duyệt các cái dạng tài liệu. Đây là một cái chương trình rất là mạnh. Nó có thể cho chúng ta xem trước được tất cả các thumbnail của các cái dạng tài liệu. Đấy. Có những dạng tài liệu rõ ràng là chúng ta không xem trước được nó như thế nào. Nhưng mà đối với Bright thì nó sẽ giúp chúng ta là quan sát trực quan bằng hình ảnh để chúng ta biết được và có đúng cái tài liệu mà chúng ta cần mở hay không. Và khi mà nhấp group của nó thì nó có thể là sẽ mở ra trong cái môi trường tương ứng đó. Illustrator thì chắc chắn nó sẽ mở Illustrator ra cho chúng ta, Photoshop thì nó sẽ mở Photoshop ra cho chúng ta. Thế còn này thì Adobe Stock thì nó sẽ là cung cấp cho chúng ta một cái lối kết nối lên một cái kho tài nguyên, kho tư viện của Adobe để chúng ta có thể tìm tòi, cũng có thể tải những cái tài nguyên mà free, cũng có thể là mua những cái tài nguyên nếu mà chúng ta thấy phù hợp với công việc thiết kế của mình. Cái
Nói tóm lại là phần trên này hầu hết là đều để kết nối sang các cái tiện ích khác. Đấy. Thế còn đây là cái phần mà liên quan đến chúng ta này. Đó là cái các cái chế độ hiển thị khi mà chúng ta làm việc. Thì như lúc đầu thì chúng ta có nói là Illustrator nó có thể làm nhiều việc khác nhau, và do đó thì mỗi một người khi mà làm việc A hay làm việc B thì có thể là sử dụng một số công cụ nhất định nào đó thường xuyên hơn các công cụ khác, cũng như là thực hiện một số thao tác nào đó thường xuyên hơn các thao tác khác. Do đó thì họ đòi hỏi một cái workspace, một cái không gian làm việc nó cũng tương đối là khác biệt. Thế thì Illustrator sau khi mà nghiên cứu thì họ sẽ chia các cái công việc ra thành một số nhóm khác nhau và họ liệt kê ra đây. Ví dụ như là chúng ta thấy là nó có những cái chế độ như là Automation này, Essential, Layout, Painting, Painting Improving, Tracing, Typography, Web. Thế thì họ sẽ chia ra làm một số các cái thể loại công việc khác nhau. Và nếu như mà chúng ta lựa chọn một cái chế độ nào đó thì cái cách thể hiện nó sẽ khác nhau. Thế còn cái Start này là cái mà được cung cấp tương đối gần đây, ở trong vòng được khoảng 2-3 phiên bản gần đây. Tức là nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái môi trường để mà chúng ta có thể truy vấn lại thật nhanh những cái sản phẩm thiết kế hay những cái tài liệu nào đó mà chúng ta làm gần nhất. Thế thì nó cung cấp cho chúng ta hai cái cách trình bày. Một là cách trình bày theo kiểu cái list như thế này, tức là tên file này, tên tài liệu này, cái lần gần đây nhất mà tài liệu đó được mở ra là giờ nào, ngày nào, tháng nào, kích thước của cái tài liệu đó và cái định dạng của cái tài liệu đó là cái gì. Thế còn là trường hợp thứ hai thì là một cái trường hợp trực quan, có nghĩa là chúng ta có thể là đặt ở cái kiểu hình thumbnail như thế này, tức là chúng ta có thể nhìn được một cách chính xác là cái tài liệu đó là tài liệu nào, tránh những cái trường hợp là tên na ná nhau nhưng khi mở ra thì lại không phải. Đấy, thì chúng ta bật cái dạng này là cái dạng mà dễ quan sát nhất và tìm chuẩn nhất. Thế còn trường hợp mà chúng ta tạo mới một tài liệu để chúng ta bắt đầu thiết kế từ đầu thì chúng ta ấn vào new. Thế còn nếu mà trong số những cái mà được cung cấp ở trong list này mà không có cái tài liệu mà chúng ta cần, tức là nó mở ra lâu quá rồi, nó không có trong danh sách này, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh open để chúng ta browse vào trong một ổ đĩa nào đó, một thư mục cụ thể nào đó để chúng ta tìm một cái tài liệu. Thế thì nếu mà không đặt ở cái chế độ start như thế này thì chúng ta có thể chọn lấy một kiểu nào đó. Và đây chúng ta xem thử, khi tôi chọn automation này thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta cái giao diện như thế này đó. Trong đó thì nó nhấn mạnh là chủ yếu là cái sử dụng action để thực hiện tự động hóa một cái công việc nào đó. Đấy, nếu mà chúng ta không làm cái này, chúng ta đặt ở essential thì nó lại ra cái giao diện như thế này đó. Thực ra phiên bản của mình, máy của em là phiên bản 2015 năm có star không? Có, nhưng mà chắc là nó ở bản cập nhật sau hơn một tí. Vâng. Vẫn là 2015 nhưng 2015.5 thì nó mới có cái đó. Còn trước đấy thì các bạn sẽ tìm ở cái chế độ như thế này. Thường là các bạn sẽ vào trong file, các bạn chọn là Open Recent và nó liệt kê cho các bạn thành một cái list như thế này. Đây là những cái mở cái file cũ gần nhất. Đây. Đây là 18 file mà được mở gần nhất. Được liệt kê ở đây. Còn essential thì nó như thế này, đúng không? Layout này. Painting này, đây là cái này để vẽ này. Đó. Painting printing improving, cái này là để thiết kế in ấn này. Đó. Rồi Tracing tức là xử lý những cái chuyên xử lý những cái vụ mà làm ảnh mà cuối cùng là chuyển sang thành vector này. Ảnh thì trong vector chuyên ảnh chơi. Typography này, thiết kế mà nặng về làm việc với chữ này. Đó. Đấy thì thiết kế web. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cứ mỗi một cái công việc khác nhau
thì rõ ràng nó lại cung cấp cho chúng ta một cái môi trường làm việc phù hợp nhất với lại cái nội dung đó. Và tuy nhiên nếu như mà chúng ta đang ở cái giai đoạn là làm quen với chương trình thì thực ra tốt nhất là chúng ta nên để ở cái chế độ là essential. Đấy. Thì nó sẽ là mà phù hợp nhất, tại vì là nó mang tính chất là đầy đủ nguyên vẹn để cho chúng ta có thể có được cái nhìn tổng thể, cái hiểu tổng thể về cái chương trình. Thế thì ở phía trên này thì là cái thanh menu cộng với lại các cái cửa sổ, cái list để mà chúng ta lựa chọn cái môi trường làm việc. Thế còn thanh ở bên dưới kế tiếp thì là thanh option. Thanh option này là một thanh tùy biến rất là cao và nó sẽ có diện mạo khác khi mà chúng ta chọn một công cụ cụ thể hoặc là chọn một đối tượng cụ thể. Đấy thì nó sẽ biến đổi liên tục và nó đưa ra trên đấy những cái lối tắt, những cái gợi ý hoặc những hỗ trợ phù hợp với công cụ hoặc là cái đối tượng mà chúng ta đang chọn để làm việc. Hiện tại thì chưa có cái gì cả, tại vì tài liệu chúng ta chưa mở ra, đúng không? Và chúng ta cũng chưa chọn lựa bất cứ cái gì, cho nên là nó sẽ không có hiển thị bất cứ một cái gì ở trên thanh này. Thế còn ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có hộp công cụ, nơi chứa tất cả những công cụ sẽ giúp chúng ta làm mọi việc ở trong môi trường Illustrator. Công cụ này thì nó có thể là thể hiện theo kiểu hai cột như thế này, hoặc cũng có thể là một cột. Đấy, một cột thì nó sẽ chiếm ít chỗ hơn. Tuy nhiên là cái thao tác này nó sẽ mất thì giờ nếu như mà các bạn chưa nhớ được hệ thống viết tắt mà cứ phải di chuột xuống dưới để mà tìm kiếm. Cho nên là thường thì chúng ta nên để ở cái chế độ là hai cột như thế này, nó sẽ tiện hơn khi mà chúng ta di chuột vào trong một cái phạm vi ngắn thôi để chúng ta lấy được các cái đối tượng, lấy được các cái công cụ. Thế còn ở bên phía tay phải thì nó là hệ thống Docker, nơi mà nó sẽ neo đậu tất cả những cái panel mà chúng ta sẽ gọi ra trong quá trình làm việc, ví dụ như là layer chẳng hạn, hoặc là symbol, hoặc là color, vân vân. Thế thì cứ mỗi một cái panel này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái sự trợ giúp hoặc là một cái tầng sâu nào đó của những cái lệnh để khi mà chúng ta có thể cần trợ giúp trong cái quá trình làm việc. Nó có thể là thu lại thành một cái giải hẹp ở đây, hoặc cũng có thể mở ra. Khi chúng ta mở ra thì các bạn sẽ thấy là nó mở hết tất cả những cái mà nằm ở trong Docker đó, và một số cái thì đang được mở rộng ra thế này. Khi mà chúng ta muốn thu hẹp một cái tầng panel nào đó lại thì các bạn nhấp đúp vào cái thẻ thì nó sẽ thu gọn cái này lại và nó sẽ dành đất để mở rộng những cái thằng khác ra. Và thường thì nó sẽ kết hợp với nhau là những cái panel nào mà thường hay được sử dụng cùng nhau trong công việc thì nó sẽ kết hợp lại thành một nhóm. Chúng ta cũng thấy là trong một thời điểm thì trong một nhóm này sẽ chỉ có một cái panel được kích hoạt và nổi lên phía trên thôi. Thế còn nếu mà chúng ta muốn chuyển sang panel khác thì chúng ta sẽ bấm vào cái tên thẻ tương ứng của panel đó thì nó sẽ lại làm nổi cái panel đó và làm chìm những cái panel mà trong cùng nhóm xuống phía sau. Nếu thích thì chúng ta cũng có thể là lôi một cái nhóm panel nào đó ra thành một cái panel trôi nổi như thế này. Đấy. Tất cả mọi thứ đều rất linh hoạt. Tôi có thể là lôi nó ra trở thành một cái rộng như thế này, đó, hoặc là thu hẹp lại nữa như thế này. Đấy, và khi bấm vào một cái nào thì riêng cái đó sẽ được bật mở ra. Về mặt vị trí, về mặt thứ tự thì hoàn toàn có thể là kéo thả nó, cho cái này lên trước, cho cái kia xuống sau. Thích thì có thể nhắc bỏ một cái ra ngoài, tách nó ra thành những cái mà riêng biệt. Đấy, còn để đưa nó vào, ghép nó vào thì chúng ta có thể bấm vào cái mấy cái vạch xám ở đầu này này. Đấy, để giữ nó, và sau đó thì chúng ta có thể để dính vào với nhau thành một hàng, nhưng mà nó không thành ra một group, đúng không? Hoặc là gì đây, kéo thả hẳn vào cùng nhau thì nó sẽ thành một group với nhau. Tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta đặt cho chuột khi mà kéo thì nó sẽ
tạo thành những cái đoàn tàu nối tiếp nhau hay là thành một nhóm. Thế và đưa một cái gì đó vào trong một cái vị trí thì cũng rất là dễ, tức là chúng ta sẽ bấm vào cái điểm này để lôi kéo ra đó. Còn thả vào đâu, các bạn có thể thả bên trái, thả bên phải, thả trên, thả dưới, bám đâu cũng được đấy, với điều kiện là khi di chuột vào thì các bạn sẽ thấy rằng di vào một cái cạnh nào đó của màn hình, thì khi nào thấy xuất hiện một cái vạch xanh đấy thì thả chuột ra, thì lúc đó nó sẽ làm sao ạ, nó sẽ bám vào đấy. Đây là kế tiếp này, thích mà thành hai hàng hai cột thì đây, để như thế này đó, thì nó sẽ thành một cột mới song song. Không thích thì lại dắt ra, lại đưa nó vào trong một cái giải như thế này. Ở đây là cách để người ta có thể là sắp xếp bố trí những cái hệ thống panel này trong cái quá trình làm việc. Và nếu như mà các bạn muốn ấy, thì các bạn có thể tự tạo lấy một cái môi trường làm việc cho nó phù hợp với lại cái kiểu cách của mình. Ví dụ như là sau khi tôi sắp xếp một loạt những cái như này, tôi bảo đây chính là những thứ mà tôi cần trong cái quá trình làm việc chẳng hạn, thì tôi có thể thực hiện cái việc là lưu lại cái môi trường làm việc riêng của tôi. Thì các bạn chọn cái phần mà danh sách ở phía trên này, và sau đó thì các bạn chọn cho tôi vào cái lệnh là new workspace. Cái này thì đặc biệt là quan trọng, vì là ví dụ như là ở máy cá nhân thì không nói đúng không, nhưng mà nếu các bạn cùng làm ở trên một công ty và trong một cái bộ phận có rất nhiều người có thể là sử dụng chung máy chẳng hạn, thì cái việc mà thiết lập một cái môi trường làm việc riêng cho mình nó rất là quan trọng, tại vì mỗi người có một thói quen làm việc riêng đấy. Và khi mà mình lại làm việc ở một môi trường là do người khác thiết lập thì nó sẽ bỡ ngỡ hoặc là nó sẽ không đạt được hiệu quả cao đấy. Vậy thì làm chung máy cũng được, nhưng mà ai khi mà ngồi vào máy đó thì sẽ gọi riêng cái giao diện làm việc của mình ra đấy. Và sau khi các bạn làm việc xong rồi, ví dụ đúng không, tôi đặt tên cho cái giao diện của tôi đó, ok, vậy thì đến lúc xong thì nó sẽ có một cái tên như thế này, và tôi có thể luân chuyển nó cũng giống như là những cái tên khác, có nghĩa là đến lúc mà tôi vào tôi làm việc tôi sẽ bật chính cái giao diện này lên, và lúc đấy thì tôi sẽ có được cái môi trường làm việc quen thuộc của tôi, và nó sẽ cải thiện cái năng suất lao động của tôi. Thế thì đấy là những cái mà giới thiệu tương đối chung về môi trường làm việc, giao diện của Illustrator. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu. Thế thì để tạo một tài liệu thì chúng ta sẽ vào menu File và New, hay là các bạn nhấn phím Ctrl N. Lúc này thì nó sẽ mở ra một cái tùy chọn như thế này. Tất nhiên có thể là cái mà tôi đang mở thế này thì nó hơi khác với các bạn rồi. Cái thằng 2017 thì bắt đầu nó cải tiến lại giao diện một chút. Tuy nhiên là các bạn cũng vẫn tìm thấy những cái thông tin tương đối tương đồng ở cái bảng mà các bạn đang ngồi đấy. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy thế này, ở đây nó sẽ chia ra các cái mục khác nhau, ví dụ như là mobile này, web này, print này, phim và video này, art, illustration. Các bạn sẽ tìm thấy những cái tương ứng như thế ở cái phần gọi là preset. Có tìm thấy không ạ? Có tìm thấy cái chữ preset ở trong đấy không? Đây tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đây, thì các bạn sẽ tìm thấy cái danh sách cũng gần tương tự như thế, nhưng mà nó ở trong cái trường profile đó. Nó sẽ giúp chúng ta là xác nhận là mình tạo tài liệu này để làm cái việc gì đấy, và sau khi mà chúng ta chọn là làm để làm gì. Ví dụ các bạn bật thử vào cái print đi xem nào. Đấy, ở trên này tôi cũng sẽ bật print nhé. Thì các bạn sẽ thấy nó cung cấp cho chúng ta cái gì.
sau khi mà chúng ta chọn print thì ở phần dưới là cái phần preset ấy, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một loạt những cái kích thước chuẩn của những cái tài liệu, khổ tài liệu chuẩn, đúng không? Những khổ giấy là letter này, A4 này, rồi thì những khổ incap này, khổ phong bì này, BA3, B4, B5 vân vân. Các bạn sẽ tìm thấy ngay những cái khổ mà chuẩn theo cái quốc tế như thế. Và chúng ta thiết kế thì chúng ta chỉ việc là lấy nó ra thôi, không cần phải đo, không cần phải khai báo gì nữa. Thế còn trường hợp mà chúng ta cảm thấy là không, cái yêu cầu của chúng ta nó lại khác với những cái khổ chuẩn, thì ở cái trường mà kích thước dimension ở phía dưới ấy, thì các bạn có thể là quan sát. Ví dụ như tôi mà bấm vào A4 thì nó sẽ khai báo là gì đây, 210x297mm, đúng không? Thế và nếu mà không thích thì chúng ta có thể là bôi đen trực tiếp vào cái trường đó, và chúng ta sẽ gõ một cái tham số cho nó vừa. Đấy, thì lúc đó thì cái preset nó lại chuyển sang thành custom. Thế và nó còn có thêm hai cái ô nữa. Các bạn để ý là nó sẽ có một cái phần gọi là orientation, nó sẽ có một cái chiều giống như là chụp ảnh đứng hay là chụp ảnh ngang. Thì đấy là thiết lập cái khổ giấy làm việc theo chiều đứng hoặc chiều ngang. Bên dưới nữa thì nó sẽ có một cái trường nó gọi là abort. Abort là cái nơi làm việc. Thì trước đây thì Illustrator thì nó chỉ cung cấp có một cái trang giấy làm việc duy nhất thôi. Nhưng mà về sau này thì do yêu cầu của khách hàng cũng như là cái sự cạnh tranh từ đối thủ của nó là Corel cho phép là làm việc ở tài liệu dạng nhiều trang, thì sau này thì Illustrator nó cũng đưa ra cái khái niệm abort, và nó cho phép là chúng ta có thể làm việc trên nhiều abort khác nhau, cũng gần tương tự như là nhiều trang giấy. Thế còn cái phần hệ màu thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta để print thì nó sẽ đặt sẵn, thiết lập sẵn cho chúng ta một số các cái tham số chuẩn theo cái quy cách để in. Và ở đây thì nói chính xác luôn là in offset đó. Thì ví dụ như là độ phân giải là 300, rồi thì cái hệ màu là CMYK thì nó sẽ thiết lập thẳng luôn nếu như chúng ta chọn cái chế độ là print. Đấy, ví dụ như chúng ta làm web thì nó sẽ lại khác. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy là nó chuẩn cho chúng ta, nó sẽ lại để là cái RGB cơ, chứ nó không phải là hệ màu CMYK. Đấy, thế thì mỗi một cái yêu cầu như thế này khi mà chúng ta chọn thì nó lại lập tức đưa ra những cái gợi ý về mặt khuôn khổ cũng như là tham số làm sao cho phù hợp với lại cái yêu cầu làm việc. Thế thì sau khi mà các bạn thiết lập mà những cái tham số cơ bản đấy thì các bạn có thể là nhấp lệnh OK ở trên phiên bản kia hoặc là grid ở phiên bản này đó, và nó sẽ bắt đầu tạo ra cái trang làm việc. Chúng ta sẽ thấy một cái trang màu trắng hình chữ nhật, có thể là đứng hoặc nằm tùy theo cái lựa chọn của chúng ta ban đầu, và nằm ở trên một cái nền xám như thế này. Chúng ta có thể hình dung tạm thời nó giống như là một cái trang giấy đặt trên mặt bàn, và chúng ta bắt đầu có thể bắt tay vào là vẽ, viết hoặc là làm bất cứ một cái gì ở trên cái trang tài liệu này. Thực ra thì có thể là vẽ ra ngoài, thiết kế ra ngoài hoặc vào trong trang giấy đều được. Tuy nhiên là cái trang giấy là để làm gì? Trang giấy là để xác nhận là cái vùng này gọi là vùng in. Đấy, tôi có thể vẽ một cái đối tượng bất kỳ nào đó, tạo ra một cái đối tượng bất kỳ nào đó. Tuy nhiên là khi mà tôi để nó ở trong trang, hoặc là tôi đặt nó ở vị trí như thế này, hoặc tôi đặt nó ở vị trí như thế này, thì trên màn hình không có cái vấn đề gì khác biệt nhau cả. Chúng ta đều có thể nhìn thấy và nó đều có giá trị như nhau ở trên màn hình. Tuy nhiên đối với một thành phẩm thì vị trí đặt này nó sẽ có tác dụng khác nhau. Đó. Thằng này có thể nhìn thấy trên màn hình nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong bản in. Thằng này thì sẽ bị mất một phần nằm ở ngoài trang giấy và chỉ in được một phần này thôi. Và thằng này thì sẽ được in tất. Đấy, vậy thì cái trang giấy nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được là đối tượng nào sẽ xuất hiện trong bản in.
Thì khi mà chúng ta thiết kế thì có thể là đặt lung tung cũng được, nhưng mà cứ cái gì mà muốn xuất hiện trong bản in thì buộc lòng là chúng ta phải đặt nó vào bên trong cái trang giấy này. Đấy, tại vì đây được gọi là cái khổ thành phẩm. Thế và từ khi mà chúng ta bắt đầu là tạo ra trang giấy cũng như là bắt đầu tạo ra một vài cái đối tượng đầu tiên, thì các bạn cũng thấy là cái thanh option này bắt đầu được kích hoạt lên và nó bắt đầu hỗ trợ chúng ta thông qua cái việc là thiết lập một số các cái tham số về môi trường làm việc, hoặc là khi tôi chọn một cái đối tượng cụ thể nào đó thì nó cũng sẽ đưa ra những gợi ý hoặc những trợ giúp phù hợp với lại cái công cụ hoặc là cái đối tượng mà tôi đang chọn đó. Thế thì trước khi mà đi sâu vào các vấn đề thì chúng ta cũng cần phải giới thiệu qua thêm một chút như thế này. Các đối tượng ở trong Illustrator thì nó sẽ có một vài cái thuộc tính mang tính rất là cơ bản, đó là màu tô bề mặt, màu tô đường viền, độ dày đường viền, độ trong đục. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà sẽ đi cùng với lại các cái đối tượng. Và ở đây thì các bạn nhìn các công cụ thì khoan nói đến, nhưng mà bên dưới công cụ này thì chúng ta có hai cái ô màu, một ô gọi là fill và một ô gọi là stroke. Ô fill là ô phía trên, là ô kín liền, nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập màu tô bề mặt cho một cái đối tượng được vẽ ra. Và ô ở bên dưới là ô stroke thì nó sẽ thiết lập màu tô đường viền cho cái đối tượng của chúng ta. Có một điểm như thế này, tức là cái màu hiện tại đang có ở trong cái ô fill hoặc trong ô stroke là như thế nào, thì bất kể là bạn vẽ ra cái gì, bạn tạo ra cái gì thì nó cũng sẽ làm ra là nó cũng sẽ gán luôn cái màu đó vào cho cái đối tượng mới vẽ của bạn. Đấy. Trừ phi là bây giờ chúng ta hủy cái điều đó đi. Hủy điều đó đi thì chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ có một cái tùy chọn như thế này. Các bạn để ý là ở bên dưới của hai cái ô màu đó thì nó có ba cái chế độ để cho chúng ta có thể lựa chọn cái kiểu tô. Một chế độ đầu tiên hay là chế độ mặc định này thì nó gọi là chế độ tô solid, thì nó sẽ tô màu theo kiểu tô màu bền, tức là duy nhất một màu cho một đối tượng đó. Màu phía trên cũng giống màu phía dưới, màu phía phải cũng giống màu phía trái, màu ở tâm cũng giống như màu rìa, tức là đồng nhất duy nhất. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta bấm sang cái kiểu thứ hai thì nó sẽ chuyển sang cái kiểu gọi là tô chuyển đó, hay chúng ta gọi là kiểu gradient, tức là chuyển từ ít nhất là một màu này sang một màu khác. Đấy, thì hai màu trộn với nhau. Thế còn nếu như các bạn không muốn là vẽ ra một cái mà có màu luôn, và để là sẽ tô màu sau khi mà chúng ta đã chỉnh lý xong hết về hình rồi, thì chúng ta sẽ bấm sang cái biểu tượng thứ ba là cái biểu tượng có gạch chéo. Thế nếu như mà chúng ta bấm vào biểu tượng gạch chéo này thì cái ô này sẽ không có màu nữa, và dẫn tới là những cái đối tượng mà đang được chọn cũng sẽ không có màu, hoặc là sau này tôi vẽ ra bất kỳ đối tượng nào thì nó cũng sẽ chỉ có đường viền và không có màu sẵn. Tiếp nữa thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về một vài cái thao tác cơ bản, thao tác chung. Ví dụ như là khi mà vẽ, khi mà thiết kế thì tôi sẽ có những cái thao tác hay làm, đó là thao tác phóng lớn hoặc là thu nhỏ cái màn hình lại để mà chúng ta có thể quan sát tổng thể hoặc là quan sát chi tiết một cái đối tượng nào đó. Thế để thu phóng thì chúng ta sẽ làm quen với một số công cụ hoặc là một số lệnh. Với công cụ
thì chúng ta sẽ có công cụ chính tắc của nó là công cụ Zoom. Khi tôi nhấn công cụ Zoom thì nó sẽ chuyển cái công cụ sang thành cái hình kính lúp có dấu cộng ở giữa này, và chúng ta sẽ sử dụng công cụ Zoom này để phóng lớn một khu vực nào đó lên để chúng ta xem. Khi mà chúng ta muốn phóng khu vực nào đó thì chúng ta đặt chuột vào cái khu vực chúng ta muốn phóng. Tại cái điểm mà chúng ta kích chuột thì nó sẽ được coi là tâm thu phóng, và nó sẽ lấy từ đó để nó phóng lớn gấp đôi cái trường quan sát lên cho chúng ta. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhấp chuột và giữ, sau đó thì chúng ta sẽ kéo dây chuột để tạo thành một cái vùng lựa chọn. Và khi chúng ta nhả chuột ra thì toàn bộ cái khu vực mà nằm ở trong cái vùng mà chúng ta vừa vẽ ra để lựa chọn đó, nó sẽ được phóng lớn lên đầy màn hình như thế này để cho chúng ta có thể quan sát cận cảnh. Thế còn thu nhỏ thì chúng ta sẽ thu nhỏ thì chúng ta sẽ tạm thời hoán chuyển sang bằng cách là chúng ta nhấn phím Alt ở trên bàn phím. Thì lúc này thì cái trò chuột của chúng ta sẽ chuyển thành kính lúp trừ, và bấm vào đâu thì nó cũng không quan tâm. Nói tóm lại là cứ bấm thì nó sẽ thu nhỏ tất cả lại còn một nửa. Tất nhiên là ở đây sẽ lưu ý là thu ở đây là thu về cái trường quan sát thôi, chứ nó không phải là thu phóng về mặt kích thước của một đối tượng nhé. Nó giống như là chúng ta cầm cái kính lúp chúng ta soi vào cái gì đó thì chúng ta thấy to lên, nhưng đấy chỉ là một cái thị giác chúng ta nhìn thấy thế thôi, còn kích thước vật lý của cái đối tượng đó thì nó không hề thay đổi. Thế thì đấy là cái thao tác mà để giúp chúng ta có thể thu phóng. Tuy nhiên là người làm việc thiết kế lâu thì người ta thường là người ta sẽ không sử dụng công cụ đấy, tại vì là chỉ khi đang làm việc thì người ta mới cần phóng lớn lên để người ta quan sát và để người ta làm kỹ hơn một cái gì đó thôi. Và nếu như đang làm như thế thì có thể là họ đang sử dụng một công cụ khác, họ đang làm dở việc, và do đó cái việc mà chuyển sang cái công cụ Zoom thì làm mất một thao tác, zoom nó lên xong lại phải chuyển lại với công cụ cũ thì nó mất hơi nhiều thời gian và nó ngắt đứt cái mạch thao tác đi. Do đó thì người làm việc mà quen rồi thì người ta sẽ không bao giờ làm việc với công cụ Zoom này. Người ta sẽ làm bằng các phương pháp khác, ví dụ như là hoán chuyển tạm thời. Phép hoán chuyển tạm thời thì người ta sẽ sử dụng như sau. Người ta sẽ nhấn giữ phím Control và phím Cách hay là phím Spacebar đấy. Đó. Thì lúc này các bạn đang ở công cụ nào cũng vậy thôi, thì nó sẽ tạm thời chuyển sang cho các bạn thành công cụ Zoom. Và khi chúng ta Zoom xong, chúng ta chỉ cần nhả cái tay ra khỏi bàn phím thì chúng ta đang ở công cụ nào nó lại giải chúng ta về ngay công cụ đó. Thế thì là nói là công cụ nào? Dùng cái gì? Control và phím Cách. Giữ đồng thời cả hai phím đó thì nó sẽ chuyển tạm thời cho chúng ta sang thành công cụ Zoom. Nhả phím ra một cái thì nó lại giảm về cái trạng thái cũ, tức là chúng ta đang ở công cụ nào thì nó về đúng công cụ đấy ngay. Như thế thì nó không mất thời gian chuyển qua chuyển lại giữa các công cụ nữa, mà là một cái sự hoán chuyển tạm thời thôi. Nó nhanh và nó đỡ mất thời gian. Đấy là một cách nhé. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng các cái phím, ví dụ như Ctrl cộng hoặc Ctrl trừ để mà chúng ta có thể thu phóng cái trường quan sát của chúng ta. Cứ Ctrl cộng thì là phóng lớn, Ctrl trừ thì là thu nhỏ lại. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác nữa là chúng ta sẽ sử dụng bi lăn ở trên bàn phím. Với bi lăn ở trên bàn phím thì chúng ta sẽ, nếu mà lăn thông thường thì các bạn sẽ thấy là nó giống như thao tác là trượt lên trên hay trượt xuống dưới.
đó, có một cái tài liệu. Thế nhưng nếu mà các bạn nhấn phím An thì nó sẽ hỗ trợ thêm vào cái thao tác zoom, tức là An mà đẩy lên phía trước là phóng to, An mà lăn bánh xe về phía mình là thu nhỏ lại. Thì như thế là chúng ta có một loạt các cái chúng ta sẽ có một loạt các cái chế độ khác nhau để mà chúng ta hỗ trợ việc thu phóng để quan sát tốt hơn cái bản thiết kế của mình. Ngoài ra thì còn có một cái thao tác nữa cũng hay đi kèm với thao tác zoom, đấy là thao tác dịch chuyển cái khu vực nhìn. Khi mà chúng ta phóng thật lớn một cái khu vực nào đó lên để mà chúng ta quan sát cận cảnh nó, thì có nghĩa là những cái đối tượng khác nằm ở bên cạnh cũng sẽ bị phóng to lên. Thế nhưng mà màn hình của chúng ta thì nó không có thay đổi bằng kích thước, do đó sẽ có rất nhiều các chi tiết khi phóng to lên thì bị lấp và chúng ta không nhìn thấy. Và khi chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta buộc lòng là phải dịch đi để chúng ta xem các khu vực khác. Đấy. Thế thì để dịch thì chính tắt thì chúng ta sẽ có công cụ ngay bên cạnh, công cụ zoom là công cụ hand. Đó. Thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ chuyển sang thành hình bàn tay, giống như chúng ta dùng bàn tay chúng ta kéo chúng ta ra đây, đúng không? Và như vậy là chúng ta có thể xem được các khu vực khác. Tuy nhiên cũng giống như là cái công cụ zoom này thì người làm chuyên nghiệp thì cũng chẳng bao giờ xài đến cái này, mà họ sẽ sử dụng các cái phương pháp khác, ví dụ như là hoán chuyển tạm thời chẳng hạn. Hoán chuyển tạm thời thì lúc này thì chúng ta chỉ nhấn phím cách không thôi. Đấy. Vừa nãy là Ctrl cách để mà hoán chuyển tạm thời sang công cụ zoom, còn nếu mà nhấn phím cách không thôi thì nó sẽ là công cụ hand và nó sẽ chuyển sang cho chúng ta sang cái công cụ để mà chuyển dịch như thế này, và chuyển đến cái khu vực mà chúng ta cảm thấy hài lòng rồi thì chỉ cần nhả cái phím cách ra thì nó lại giải chúng ta về công cụ đang làm việc giờ. Thế nó đỡ công chuyển qua chuyển lại giữa các công cụ. Đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là như các bạn vừa thấy, đấy là lăn bi chuột thôi, đúng không? Lăn bi chuột thì chúng ta có thể là tiến lên trên hay là lùi xuống dưới. Thế và nếu như mà chúng ta hỗ trợ thêm thì chúng ta có phím Control thì nó sẽ là sang phải hoặc sang trái. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn có thêm một cái phương pháp nữa, nó gọi là chuyển đổi bằng cái cửa sổ Navigator. Để thực hiện cái việc này thì các bạn có thể tìm cái cửa sổ Navigator bằng cách vào trong Windows. Trong Windows này thì tìm tới cái Navigator. Khi chúng ta bấm chọn thì nó mở ra một cái panel như thế này và nó sẽ là một cái dạng sơ đồ thu nhỏ. Chúng ta có thể là di dịch bằng cách là gì đây ạ? Chuyển chuyển vị trí cho cái ô đỏ đỏ này này. Đấy, ô đỏ đỏ này tôi kéo nó đi tới đâu có nghĩa là tôi chuyển dịch cái trường nhìn của tôi đến cái phạm vi đó. Và chúng ta sẽ có cái sự hỗ trợ ở đây, tức là hai cái biểu tượng. Đấy. Cái dạng là giống như là hai hình tam giác hay hai ngọn núi này này. Đấy. Cái hình to thì là bấm vào đây là phóng lớn lên, thế còn cái này thì là thu nhỏ lại. Tức là đây là một cái công cụ mà nó sẽ bao gồm luôn cả hai cái thao tác là zoom và pan ở trong này. Đấy, tức là vừa phóng lớn vừa dịch chuyển cái môi trường làm việc. Đấy, và thường thì là ở Việt Nam thì tôi không thấy mọi người hay dùng cái này lắm. Nhưng mà bọn Tây thì tôi thấy có vẻ là nó dùng cái này nhiều, luôn luôn thấy bật cái này lên để di dịch cái trường làm việc và thu phóng. Đấy, còn dân Việt Nam mình có vẻ khoái xài phím tắt hơn. Đấy. Thì các bạn dùng thế nào cũng được, thực ra là nó tương đương nhau, tùy thói quen. Đấy, bạn dùng qua bạn nên dùng qua tất cả một vòng tất cả mọi thứ. Thế còn sau này khi định hình rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ có một cái thói quen riêng của mình, thấy công cụ nào tiện, thấy cái cách nào là tiện nhất với mình thì mình sẽ sử dụng cái đó. Thế thì đấy là những cái thao tác cần thiết ban đầu mà để mà chúng ta có thể làm chủ cái môi trường làm việc. Đấy.
Thế bây giờ các bạn có thể là rà soát lại một chút xem có cái gì cần hỏi về những cái phần trao đổi vừa rồi không. Nếu không thì chúng ta sẽ bắt tay và chúng ta giới thiệu những cái công cụ và những cái lệnh cụ thể hơn nhé.